Ngày 12 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ba Đình Hà Nội cho biết đã bắt tạm giam đối tượng Lương Sơn Tình sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú Đạ Ròn đơn Dương Lâm Đồng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra năm 2020, Lương Sơn Tỉnh thuê khách sạn trên địa bàn quận Ba Đình và Lê Cương Vị là tổng giám đốc công ty hợp tấn Phát tung thông tin không đúng sự thật tới các doanh nghiệp khác là công ty của Tỉnh đã trúng thầu thi công công trình chỉnh trang, sửa chữa và nâng cấp vỉa hè khu công nghiệp Samsung Phổ Yên với giá trị gói thầu hơn 241 tỷ đồng. Công ty hợp tấn Phát muốn ký hợp đồng giao khoán thi công công trình trên với các công ty khác mỗi gói thi công công giá trị tương ứng 50 tỷ đồng. Để được ký kết, các đơn vị phải đóng 5% giá trị gói thầu tương ứng với 2,5 tỷ đồng bằng tiền mặt. Đến khi dự án khởi công, tỉnh sẽ trả lại số tiền trên cho các công ty. Ngày 6 tháng 1 năm 2021, công ty Hợp Tấn Phát đã ký hợp đồng thi công với hai công ty và nhận số tiền cọc là 5 tỷ đồng. Sau đó, dự án không được khởi công như đã hứa, tỉnh đã trả lại tổng số 300 triệu đồng cho hai công ty trên và chiếm đoạt số tiền 4,7 tỷ đồng. Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Khả Hoa sinh năm 1978, trú tại ngõ chùa Liên Phái, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, tổ công tác của công an phường Hàng Đào làm nhiệm vụ tuần tra tại chợ đêm Hàng Ngang Hàng Đào, phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp. Khi đến phố Hàng Đường, đối tượng áp sát chị D, trú tại quận Long Biên, Hà Nội và trộm một chiếc điện thoại Oppo rồi nhanh chóng bỏ đi. Ngay lập tức, tổ công tác ập đến và bắt giữ đối tượng, kiểm tra phát hiện bên trong túi của đối tượng có 3 chiếc điện thoại Oppo, Vivo và iPhone 11 Pro Max. Qua xác minh, cả 3 chiếc điện thoại này đều là tăng vật do trộm cắp mà có. Đấu tranh khai thác, trong tối ngày 1 tháng 5 năm 2022, Hoa đã thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, chiếc điện thoại Vivo thuộc về một người Ấn Độ, chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max do một người phụ nữ ở Thạch Thất, Hà Nội sở hữu. ngày 12 tháng 6, công an phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước bắt quả tang 14 nam nữ thanh niên đang mê lắc sử dụng ma túy trong một căn nhà thuê. Trước đó khoảng 1 giờ sáng của ngày, lực lượng công an phường và công an thành phố Đồng Xoài bất ngờ phục kích nhà ở khu phố 2 phường Tiến Thành. Tại thời điểm kiểm tra có 19 người, gồm 9 nam và 5 nữ, độ tuổi từ 16 đến 35 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắc và Bình Phước đang tụ tập nhảy nhót tại một căn phòng. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ một số loa đèn chớp và dụng cụ sử dụng ma túy, qua làm việc 14 đối tượng cùng thừa nhận vừa sử dụng ma túy và đang mê lắc thì bị công an phát hiện. Vụ án gây xôn xao dư luận ở huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa khiến ba người thương vong xảy ra vào tối ngày mùng 6 tháng 9. Nghi phạm của vụ án Lê Văn Lượng, 38 tuổi, chú thôn Đô Sơn, xã Lập Thạch, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa, bước đầu cơ quan công an xác định tối ngày mùng 9 tháng 6 sau khi uống rượu, Lượng xông vào nhà hàng xóm dùng dao chém vợ chồng anh PVM, sinh năm 1984, khiến hai người này bị thương nặng. Khi nghe tiếng vợ chồng anh M và chị H kêu cứu, hàng xóm chạy sang căn ngăn thì Lượng di chuyển đến nhà một người đàn ông khác chém ông này bị thương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa tới bệnh viện huyện Ngọc Lặc cấp cứu. Tuy nhiên, do bị đâm mất nhiều máu nên chị H vợ anh PVM sinh năm 1984 đã tử vong.